Mẹ ơi con đói. Được, bây giờ làm ngay đi. Chào mừng các bạn đến với gian bếp của Ca và Cô Kitchen. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chuyên đề, đó là chuyên đề bánh mì ngọt. Trong bộ chuyên đề này, mình sẽ giới thiệu khoảng hơn 20 công thức bánh mì ngọt được học từ chuyên gia làm bánh lâu năm, cho nên các chị em an tâm mà thực hành thôi. Và những cái công thức này các bạn có thể áp dụng để kinh doanh hoặc là để làm cho gia đình ăn. Đặc biệt là trong cái chuyên đề này, mình sẽ chia sẻ cái kỹ thuật xử lý bột để giữ ẩm lâu, tăng thời gian bảo quản và đặc biệt nói không với chất bảo quản thực phẩm phụ gia bánh mì ngọt. Những cái video mà mình sẽ giới thiệu như là những cái công thức, ví dụ như là bánh mì hoa cúc này, bánh mì hoa cúc bằng bột mì nguyên cám, bánh mì bơ tỏi Hàn Quốc, bánh mì bacon phô mai hoặc là bánh mì bơ ngàn lớp. Rất nhiều công thức toàn là những món bánh mà ở Việt Nam đang rất được ưa chuộng. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Ca và Cô Kitchen để không bỏ lỡ công thức nào trong bộ chuyên đề bánh mì ngọt mà mình chia sẻ nha. Trong video hôm nay, Ca và Cô Kitchen sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món bánh mì ngọt nhân nho dừa. Ở các video trước của chuyên đề bánh mì ngọt thì mình đã chia sẻ rất kỹ với các bạn những cái kỹ thuật làm sao để thực hiện một ổ bánh mì ngọt mà nó dai, rồi xé thới tốt và đặc biệt là giữ được độ ẩm lâu. Các công thức mà mình chia sẻ các bạn có thể áp dụng thực hiện cho gia đình ăn hoặc có thể áp dụng để kinh doanh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện 5 ổ bánh mì ngọt nhân nho dừa có trọng lượng là 55g một ổ. Nào, bây giờ chúng mình sẽ bắt tay vào thực hiện nha. Đầu tiên mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu khô bao gồm 135g bột mì số 13, 20g đường, 1/4 muỗng cà phê muối. Sau khi trộn đều những nguyên liệu này, mình sẽ tiếp tục cho 3g men ngọt. Ở đây mình sử dụng men ngọt nhãn hiệu Ông Đầu Bếp nhãn vàng nha. Sau đó mình sẽ cho đến thành phần chất lỏng bao gồm 40g sữa tươi không đường, 25g trứng đã bỏ vỏ, 45g tan rong. Ở đây tan rong mình nấu là bao gồm 8g bột mì số 13 nấu với 40g sữa tươi không đường đạt đến 65 độ C là các bạn đã hoàn thành việc nấu tan rong nha. Sau đó các bạn sẽ trộn đều hỗn hợp bột này lại và cho nó nghỉ trong tủ lạnh 30 phút để cho bột của mình nó sản sinh ra gluten, làm giảm cái quá trình nhồi bột của mình đi nhé, làm rút ngắn lại cái thời gian nhồi bột của mình. Sau đó mình sẽ, sau 30 phút thì mình sẽ đưa bột ra nhồi tiếp ở nấc trung bình. Trong vòng 20 phút thì bột của mình sẽ kéo màng và đã đủ đạt độ dai rồi. Lúc này mình mới cho bơ vào nha các bạn. Thì tùy vào tốc độ máy của mỗi nhà mà thời gian nhồi có thể lâu hay là mau. Thì với cái máy của nhà mình á, nó là máy đánh trứng, mình có dùng để đánh bột cho nên là nó yếu, nên thời gian nhồi bột của mình có thể lâu hơn những cái máy chuyên dụng một chút. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 15g bơ. Tiếp tục mình nhồi ở nấc trung bình trong vòng 10 phút là cái bột của mình nó đạt nha các bạn. Khi cho bơ vào thì các bạn đánh tăng tốc độ của máy lên một chút nha. Bây giờ bột của mình đã đạt rồi, mình sẽ phết một lớp dầu ăn thật là mỏng vào một cái tô và mình sẽ tém cái khối bột của mình lại, vo tròn tém tròn cái khối bột của mình lại và để ở trong tô và ủ lần một cho bột nở gấp đôi. Lưu ý đây là ủ lần một nha các bạn. Các bạn có thể quan sát thấy là bột của mình rất là dai, kéo màng rất là tốt, bột rất là đẹp, rất là dai. Bây giờ mình sẽ tém lại cái bột này, sau đó mình sẽ ủ lần một cho bột nở gấp đôi. Các bạn bọc phin thực phẩm lại hoặc là lấy một cái khăn ẩm để phủ lên cái tô bột của mình nha. Chờ cho bột nở lên gấp đôi.
Bây giờ bột của mình nó đã nở gấp đôi rồi, thì mình sẽ dùng cái mu bàn tay để mình đấm những cái bọt khí, những cái khí ở trong bột của nó thoát ra. Sau đó mình sẽ phin cái gói bột, mình sẽ gói chặt cái miếng bột này của mình lại và cất vào tủ đá tầm khoảng để cho nó lên men chậm trong vòng 5 đến 6 tiếng nha. Nếu như các bạn ủ trên tủ đá mà chưa có thời gian sau 5 đến 6 tiếng, 5 hoặc 6 tiếng mà các bạn chưa có thời gian để mà tạo hình và nướng bánh ngay á, thì các bạn cứ để trên tủ đá cũng được. Sau khi mà các bạn bỏ xuống, các bạn phải nhớ là bỏ xuống ngăn mát trước 2 đến 3 tiếng rồi mới đem ra sử dụng bột được nha, để cho bột nó hả cái đông đá đã rồi mới có thể sử dụng được nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tém gọn cái bột của mình lại và cuộn vào trong cái miếng phin. Sau đó mình sẽ cất tủ đá. Các bạn làm như vậy thì bột của mình nó sẽ có cái hương vị ngon hơn là các bạn đem đi thực hiện ngay nha. Đây là một cái cách mà lên men chậm giúp cho cái hương vị của bột đó hấp dẫn hơn. Còn nếu như mà các bạn không có thời gian để thực hiện cái khâu này thì các bạn có thể đem ra để mà nướng luôn, nhưng mùi vị của bánh nó sẽ không ngon bằng. Với cả mình lưu ý là cái khúc này các bạn có thể chia sẵn thành 5 viên bột, hoặc là các bạn phin cất luôn ngăn đá cũng được. Sau đó mình sẽ thực hiện đến phần nhân nho dừa. Mình sử dụng ở đây là 25g dừa sấy khô, 20g sữa đặc, 18g trứng. Các bạn nên sử dụng một trái trứng gà ta hoặc trứng gà con so thì nó vừa với một trái trứng luôn. 18g trứng, 20g nho. Các bạn nên sử dụng nho đen, nho vàng á thì sẽ ngon hơn, nhưng vì nhà mình không có nho vàng nên mình sử dụng nho đen. Và 15g bơ đã đun chảy nha. Sau đó các bạn sẽ trộn hết tất cả những cái nguyên liệu này lại là chúng ta đã được xong cái phần nhân nho dừa. Các bạn sẽ chia cái phần nhân này thành 5 phần nha các bạn. Mỗi phần khoảng 25g. Bột của mình sau khi ủ trên tủ đá để lên men chậm 5 tiếng thì bột nó đã cứng hơn. Lúc này bột nó vẫn còn hơi bị cứng nha các bạn. Các bạn sẽ chia cái khối bột này ra làm 5 phần. Bây giờ mình sẽ xem là tổng cái khối bột này nó bao nhiêu gram nha. Cái khối bột này của mình có trọng lượng là 280g. Vậy là mình sẽ chia ra 5 phần, mỗi phần khoảng 56g nhé. Bây giờ mình đã chia ra được 5 phần bột, mỗi phần 56g rồi. Mình sẽ tém tròn, vo tròn cái cục bột này của mình lại nha. Nếu như bột của bạn quá cứng thì các bạn có thể để khoảng 5 phút sau ở ngoài nhiệt độ phòng khoảng 5 đến 10 phút là cái bột của mình nó sẽ mềm ra nhé. Các bạn sẽ làm như vậy với tất cả những cái phần bột còn lại. Mình sẽ tém tròn cái cục bột của mình lại. Sau đó mình để xuống dưới mặt sàn và mình lấy cái mu bàn tay mình vê tròn theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi đã vê tròn 5 cái viên bột rồi và cũng đã chuẩn bị chia 5 viên nhân, mỗi viên khoảng 20 cho đến 25g rồi, thì mình bắt đầu tạo hình bánh nha các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ cán mỏng cái bánh của mình ra theo thành hình bầu dục, có chiều dài là khoảng 12 cho đến 15cm. Mình cán cái miếng bột của mình ra có chiều dài là khoảng 12 đến 15cm, hình bầu dục nha các bạn.
Sau khi cán mỏng cái miếng bột của mình ra rồi thì các bạn sẽ dùng một con dao hoặc là cái dao để cắt pizza đó. Các bạn sẽ tạo hình cho chiếc bánh của mình nha. Mình sẽ 1/3 cái đoạn bột còn lại thì mình sẽ rạch những cái đường song song như này, mỗi đường cách nhau khoảng 0,5 cm nha các bạn. Nếu như các bạn không có cái con dao mà cắt pizza như mình ấy thì các bạn cứ dùng những dao bình thường để các bạn cắt, để các bạn rạch những cái đường này để tạo hình nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho vào đây một viên nhân nho dừa và cuộn chặt lại, gấp kín những cái mí của bột nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ cuộn cái bánh của mình lại nhé. Các bạn tiếp tục làm như vậy với 4 phần bánh còn lại nha. Sau khi cuộn xong thì các bạn sẽ gấp chặt cái mí này vào với nhau để cho nó không bị bung ra nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong tạo hình một chiếc bánh mì nhân nho dừa rồi. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện với những cái phần bánh còn lại nhé. Sau khi tạo hình xong thì các bạn sẽ tận dụng ngay cái màng thực phẩm mà hồi nãy các bạn bọc cái bột để đem đi ủ tủ đá đó. Các bạn sẽ che lên cái phần bột mà mình đã tạo hình và đợi cho bột nó nở lên gấp đôi thì các bạn sẽ đem ra phết trứng nha. Bột của mình bây giờ đã nở lên gấp đôi rồi thì mình sẽ đem ra phết trứng và sữa. Một lòng đỏ trứng gà, các bạn sẽ cho vào đây thêm 2 muỗng cà phê sữa tươi không đường và đánh tan lên, sau đó sẽ phớt một cái lớp nhẹ nhàng lên trên mặt của bánh nha. Các bạn chỉ cần phớt một lớp mỏng thôi. Lưu ý lúc này bánh của mình rất là mềm, trên các bạn hãy nhẹ tay thôi nhé, không sẽ làm xẹp mất cái bánh của mình đấy. Sau đó các bạn sẽ phết như vậy với 4 chiếc bánh còn lại nha. Sau khi phết trứng xong thì các bạn có thể rắc một lớp mè trắng lên để trang trí chiếc bánh của mình, hoặc là rắc dừa sấy khô lên cũng được. Tùy vào sở thích, các bạn có thể trang trí tùy ý thích nha. Sau đó mình sẽ làm nóng lò ở 170 độ C, hai lửa trong vòng 20 phút nha các bạn. Sau khi làm nóng lò xong thì các bạn sẽ cho bánh vào nướng. Mình sẽ nướng ở khay giữa, ở rãnh giữa trong vòng 10 phút đầu ở nhiệt độ 170 độ C, hai lửa. Sau 10 phút thì các bạn sẽ lấy giấy bạc để che mặt bánh. Đối với những cái ai mà sử dụng lò nhỏ như mình ấy, thì nên che giấy bạc. Còn những ai mà sử dụng lò chuyên dụng ấy, thì không cần phải cái bước che giấy bạc này cũng được nha. Sau đó mình sẽ nướng tiếp 20 phút ở nhiệt độ 170 độ C. Đây là bánh của mình đã ra lò rồi đây. Bánh rất là đẹp, màu sắc vàng, rất là đẹp và rất là bóng. Bây giờ thì mình sẽ bẻ miếng bánh ra cho các bạn thưởng thức bên trong nha. Bánh rất là mềm, bóng đẹp. Mình không cần phải phết bơ sau khi nướng xong luôn, mà bánh cũng vẫn rất là bóng và cực kỳ mềm, rất là mềm và dai. Các bạn nhìn thấy khi mình xé đó, có cái thớ rất là đẹp, nhìn như kiểu là bánh ngàn lớp vậy đó. Và cái mùi nhân bơ dừa và nho nó bay ra thì rất là thơm. Chúc các bạn thành công với món bánh mì nhân nho dừa mà Ca và Cổ Kitchen hôm nay chia sẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau của Ca và Cổ Kitchen. Xin chào!